đi qua được 5 cái luôn rồi hả? Máy hết pin luôn à. Mà cái có cái sạc, nó sạc nhanh mà. Cho ông nằm nghỉ ngơi xí nữa chứ. Em bao xô ngày nay hả em? Tao thấy hồi sáng giờ có một mình ông chứ mấy. Ngày nay mình nghĩ là đông nghe chưa? Ô trời, không thấy khách luôn. Là ngày nay ngày cuối mà. Nhà không biết rồi, hôm ra mắt nhà chồng lên rồi. Bà hỏi mình mà tức cười. Mình nói là em lên em cứ bình thường, em thoải mái, em tự nhiên thôi. Em đừng có im 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 là được. Tại vì nhiều khi sợ bà kiểu như là bà im 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 mà ông nói vậy á. Bình thường thôi, lên chào cô nói chuyện luôn. Hỏi chuyện nhưng mà hỏi vừa thôi, đừng có đi xa quá. Cứ để tự nhiên đi, duyên nó đấy, nó đấy. Nè mấy người mà họ coi mụn đây nè, họ theo dõi là mình nói chuyện. Thấy chết luôn. Đi xà ba chị, chợ. Phê lòi. Chúc cho trời. Hello, là hô lè. Chùa bi quán. Em anh có mấy vợ ghê luôn rồi anh. Chị quà cát nữa à? À biết rồi, nhưng mà ý là gửi chị à. Ý là mặt trời nó nhiều không? Ít vậy. Chắc quài cá này rồi qua nặng sơ. Mình nói rồi về là tiếp chồng nghỉ ngơi nữa chứ. À, em làm chi mà quảng cáo căng thẳng ghê ra. Bụp bụp luôn à. Vì sao?
lại gồng mày mạnh mẽ lên nha, gái không là gái mà cắn. Hầm dưới nướng đào. Rồi nó ăn liền ngủ đó. Có trắng bà đây nè. Không, trắng em không cao. Trắng chị cao không? Không. Đâu thấy cao đâu, bình thường đó. Đâu trắng dù nữa theo nói chị. Chú cha. Không xuống như nào quéo rồi nè. Nên tê liệt ra, thả lỏng đi. Còn liệt nữa. Thích nhất gì để cái mặt nuôi 5 lần. Nuôi để nặng mụn hả? Nuôi để quay clip. Không cứ biết rồi. Sức chịu đựng có hạn đúng không em? Thả lỏng đi. Quá xíu. Cái mỏ là biết rồi. Chị chỉ nhớ lần đầu chị nặng chán là thấy tội dễ sợ luôn. Trời trời. Ta nói là không, không mấy người nặng một mình. Hồi nói chị mở, chị một mình chị với mấy. Có hồi nói ngân Hà mới vô. Là lần đầu em đi là ngân Hà mới vô rồi. Ở trong không, bên ông đi là hồi đó lúc nó mới có một mình chị.